Khánh Hỷ nên biết, chư Phật Bồ Tát học pháp học này xong, trụ trong pháp học đó, thường dùng ngón tay phải hoặc ngón chân phải lấy thế giới tam thiền đại thiền ném qua phương khác, hoặc trả lại chỗ cũ mà hữu tình trong đó chẳng hay biết, chẳng tổn hại, chẳng sợ hãi. Vì sao? Vì công đức vai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật và các Bồ Tát quá khứ, vị lai hiện tại học Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với quá khứ, vị lai hiện tại và pháp vô vi đều được tri kiến vô ngại. Thế nên Khánh Hỷ, ta bảo, thường học Bát Nhã Ba La Mật Đa là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng trong các pháp học. Khánh Hỷ nên biết, có người muốn nắm lấy lượng và biên giới của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì cũng giống như kẻ ngu si muốn nắm lấy lượng và biên giới của hư không. Vì sao? Vì công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vô lượng không biên giới vậy. Khánh Hỷ nên biết, ta hoàn toàn không nói công đức lợi ích thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như danh thần vân vân có biên giới có hạn lượng. Vì sao? Vì danh cú vân thân là pháp có hạn lượng, còn công đức lợi ích thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là pháp không có hạn lượng. Chẳng phải danh thần vân vân có thể lượng được công đức lợi ích thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng phải công đức lợi ích thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa lượng được kia. Khi ấy Khánh Hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên nào nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là không lường? Phật bảo Khánh Hỷ: Bát Nhã Ba La Mật Đa tánh vô tận nên nói là không lường, tánh viễn ly nên nói là không lường, tánh vắng lặng nên nói là không lường, như niết bàn nên nói là không lường, như hư không nên nói là không lường, nhiều công đức nên nói là không lường, không biên cương nên nói là không lường, không thể lường nên nói là không lường. Khánh Hỷ nên biết, chư Phật ba đời đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề viên mãn hoàn toàn. Tuy thuyết chỉ dạy cho các hữu tình, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này luôn không dứt hết. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rộng lớn như hư không, không thể cùng tận vậy. Khánh Hỷ nên biết, có người muốn cùng tận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là muốn cùng tận biên giới hư không. Thế nên Khánh Hỷ, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nói là không cùng tận, do không cùng tận nên nói là không lường. Khi ấy thiện hiện nghĩ, chỗ này sâu xa, ta nên thưa hỏi Phật. Nghĩ xong bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, vì lẽ gì Như Lai dạy là không cùng tận? Phật bảo thiện hiện: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như hư không rộng lớn, không thể cùng tận nên nói là không cùng tận. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm thế nào để phát khỏi Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo thiện hiện: Các Đại Bồ Tát nên quán sắc vô tận để phát khỏi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thọ tưởng hành thức vô tận để phát khỏi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn xứ vô tận để phát khỏi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô tận để phát khỏi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sắc xứ vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sắc giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thành hương vị xúc pháp giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn thức giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn xúc vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán địa giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thủy hỏa phong không thức giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhân duyên vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán vô minh vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát nên quán sắc như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán thọ tưởng hành thức như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhãn xứ như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán sắc xứ như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhãn giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhĩ tỷ thể thân ý giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán sắc giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhãn thức giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhĩ tỷ thể thân ý thức giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhãn xúc như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán các thọ do nhãn xúc làm cho sanh ra như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán địa giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán thủy hỏa phong không thức giới như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhân duyên như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán vô minh như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện, các đại Bồ Tát nên làm như thế để phát khởi bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện, nên biết các đại Bồ Tát quán sát 12 duyên khởi xa lìa hai bên như thế, các đại Bồ Tát quán sát 12 duyên khởi không chính giữa không chung quanh, đây là diệu quán bất cộng của chúng đại Bồ Tát, nghĩa là cần phải an tọa tòa Bồ Đề vi diệu mới có thể quán sát đúng đắn lý thú sâu xa của 12 duyên khởi như thế, như hư không rộng lớn không thể cùng tận nên mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện, nên biết nếu đại Bồ Tát nào đem hành tướng như hư không vô tận thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quan sát đúng đắn 12 duyên khởi, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, nên biết nếu các đại Bồ Tát nào thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì đều là do không y vào ý nghĩ phương tiện thiện xảo như thế, các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà không hiểu biết đúng thì nên dùng hành tướng vô tận nào để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên dùng hành tướng vô tận nào để quan sát đúng 12 duyên khởi. Thiện hiện, nên biết các đại Bồ Tát nếu thối lùi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì đều là do xa lìa phát khởi phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện, nên biết các đại Bồ Tát nếu không thối lùi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì tất cả đều do y vào và phát khởi phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này nhờ y vào phương tiện thiện xảo như vậy để thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận để quan sát đúng 12 duyên khởi. Do nhân duyên này nên mau có thể viên mãn bát nhã ba la mật đa sâu xa, mau có thể chứng được trí nhất thiết trí. Hiện hiện, nên biết các đại Bồ Tát khi quan sát pháp duyên khởi như vậy không thấy có một pháp nào là không do nhân mà sanh ra, không thấy có một pháp nào tánh tướng thường trụ, không thấy có một pháp nào có người tạo tác và lãnh thọ. Thiện hiện, nên biết các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận quán sát đúng 12 duyên khởi để phát khởi bát nhã ba la mật đa, tu các hạnh của đại Bồ Tát để mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, nên biết nếu khi đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, quán sát đúng 12 duyên khởi thì bấy giờ đại Bồ Tát chẳng thấy sắc uẩn, chẳng thấy thọ tưởng hành thức uẩn, chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ,
chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng thấy nhãn giới, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng thấy hít sắc giới, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng thấy nhãn thức giới, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng thấy nhãn xúc, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thấy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thấy địa giới, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới, chẳng thấy nhân duyên, chẳng thấy đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng thấy vô mình, chẳng thấy hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng thấy bố thí bà la mật đa, chẳng thấy định giới an nhẫn tinh tấn tịnh nữ bát nhã bà la mật đa, chẳng thấy pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chẳng thấy trần như cho đến cảnh giới bất tư nghì, chẳng thấy thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng thấy bốn niệm trụ cho đến tám trì thánh đạo, chẳng thấy bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thấy pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, chẳng thấy tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng thấy tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, chẳng thấy cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma địa, chẳng thấy năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng thấy mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chẳng thấy pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả, chẳng thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thấy quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, chẳng thấy tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng thấy quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chẳng thấy trí nhất thiết trí, chẳng thấy thế giới của Đức Phật này, chẳng thấy thế giới của Đức Phật kia, chẳng thấy có pháp có thể thấy được thế giới của Phật này, Phật kia. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nào thường thực hành như vậy thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết nếu khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì bấy giờ ác ma rất buồn khổ như chúng tên độc, ví như có người chết mất cha mẹ, thân tâm buồn khổ, ác ma cũng vậy. Cổ thọ thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, chỉ có một ác ma, thế nhưng các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất buồn khổ như chúng tên độc, hay là có nhiều ác ma, hay tất cả ác ma khắp thế giới Tam Thiên Đại Thiên cũng đều như thế. Phật bảo thiện hiện, tất cả ác ma khắp thế giới Tam Thiên Đại Thiên, thấy các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đều rất buồn khổ như chúng tên độc, mỗi người chẳng thể an ổn nơi chỗ ngồi của mình. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát nào trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì thế gian trời người A Tu La vân vân sẽ tìm lỗi của người đó hoàn toàn chẳng thể được, cũng chẳng thể làm rối loạn chướng ngại được. Thế nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì phải siêng năng an trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát nào thường siêng năng an trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thường tu viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát nào có thể chính mình tu hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì có thể tu đầy đủ viên mãn tất cả Ba La Mật Đa, có thể biết rõ ràng việc khó khăn xảy ra để xa lìa. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát nào muốn chính mình thủ hộ phương tiện thiện xảo thì nên thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết nếu khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khi ấy chư Phật Thế Tôn ở vô lượng vô số thế giới hiện đang thuyết pháp, tất cả đều hộ niệm. Đại Bồ Tát này nên nghĩ các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia cũng từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sinh ra trí nhất thiết. Đại Bồ Tát này nghĩ như vậy xong, lại nên suy nghĩ như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc pháp, ta cũng sẽ chứng đắc. Như vậy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, suy nghĩ như vậy, trải qua khoảnh khắc khảy móng tay, thì công đức sanh ra hơn công đức đạt được của các chúng Bồ Tát trải qua số đại kiếp như các sông Hằng tu hành bố thí, huống là có thể trải qua một ngày hay nửa ngày tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa và nhớ nghĩ tư duy về công đức của chư Phật. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào trải qua một ngày, hoặc cho đến chỉ trải qua trong khảy móng tay